Như tất cả chúng ta đã biết, cai thuốc lá là một quá trình rất khó khăn. Nhiều người đã tìm rất nhiều cách như là thuốc lá điện tử, thuốc cai nghiện thuốc lá, nhai kẹo cao su, vân 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 vân. Nhưng dường như là kết quả không phải lúc nào cũng như ý. Và Bệnh viện Nhân dân Gia đình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng một phương thức tư vấn thông qua tổng đài điện thoại để có thể giúp người muốn cai nghiện đến gần hơn với việc dứt bỏ hoàn toàn khói thuốc. Từ 9 giờ sáng mai ngày 13 tháng 11, tổng đài 1800-1214 của Bệnh viện Nhân dân Gia đình sẽ đi vào hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn cai nghiện thuốc lá miễn phí, hoạt động từ 8 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Các bác sĩ của bệnh viện sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho người đang dùng thuốc lá. Thông qua đó sẽ hướng dẫn phương pháp cai thuốc lá hiệu quả với từng cá nhân cụ thể. Các cuộc gọi đến tổng đài này cũng là miễn phí. Đồng thời, phòng cai nghiện thuốc lá của bệnh viện vẫn tiếp nhận những người muốn được cai thuốc lá trực tiếp. Mặc dù luôn được cảnh báo về tác hại của thuốc lá, tuy nhiên, nhu cầu hút thuốc của người dân vẫn còn rất cao. Việc cai nghiện thuốc lá vốn không có phương thức đặc hiệu mà phụ thuộc chủ yếu vào quyết tâm của mỗi người. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tỷ lệ hút thuốc cao nhất thế giới với 56,1% ở nam và 1,8% của nữ. Trong một thống kê của Bệnh viện chuyên ngành ung bướu cho thấy có 96,8% bệnh nhân ung thư phổi là người có hút thuốc.